Mình xin được gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn, những người đã luôn đồng hành theo dõi kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay buổi tối sau khi có một cái hành trình 2 ngày 3 ngày 2 đêm ngủ ở trong rừng thì mấy anh em mình đã rất là may mắn, sau rất là nhiều vất vả nhưng cũng đã có một cái thành quả nhất định là đã sưu tầm được rất là nhiều những cái đơn lan hải hương về để chia sẻ cho toàn thể các cô chú anh chị em, những người vẫn luôn mong chờ muốn sưu tầm được. Thì mọi người cũng rất là thông cảm cho mình, tại vì là trong cái thời gian mình bán hàng xong thì mình lại tiếp tục đi vào trong rừng sâu, cho nên là không thể trả lời tin nhắn Zalo hoặc là điện thoại, số điện thoại các cuộc gọi của các bạn, thì rất mong mọi người thông cảm. Thì đến buổi tối ngày hôm nay anh em mình đã đi rừng về và đã có sưu tầm được rất là nhiều những cái đơn hái hương như này, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Có rất là nhiều những cái đơn hàng 200.000 một đơn, là như các bạn đang được thấy này, là 200.000 một đơn thôi nhé. Đấy, mặc dù là cũng rất là nhiều cây to, rất là đẹp, rực rỡ luôn, nhưng mà chỉ có ra 200.000 một đơn thôi cho anh chị em sưu tầm. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái hàng dề, cái hàng dề, dề rất là to. Đợt này anh em mình đi thì quá may mắn, mặc dù là mệt thì quá mệt, nhưng mà đã may mắn gặp được những cái dề lan hải hương mà mình phải nói là nó khủng khiếp nhất trong cái quá trình đi sưu tầm lan rừng của mình, mà kể cả trên hội lan hải, trên cộng đồng trên lan hải, chưa chắc là đã có ai sở hữu được những cái dề lan hải hương nó to như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, ngoài những cái đơn 200.000 lát nữa mình sẽ giới thiệu, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu trước là những cái đơn hàng dề to, phải nói là nó quá to, những cái dề chưa bao giờ mình gặp được các bạn ạ. Bản lá của nó thì nó to kỷ lục luôn, nó to kỷ lục luôn, như là cái lá đai châu rừng, đai châu nghinh xuân ngọc điểm, nó to đến mức độ rất là khó để gặp được. Và mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn từng cái đơn hàng dề trước. Còn cái hàng dời thì 200.000 một đơn, đơn nào cũng kiểu như đơn nào thôi, có cây to cây nhỏ. Thì hàng dề thì mình có một cái dề nó là kỷ lục, kỷ lục của kỷ lục các bạn. Cái dề hải hương này, lá của nó thì quá to, cân nặng thì nó cũng rất là nặng, và cây thì nó vô số cây, rất là nhiều cây. Thì cái đơn này là trong cái lịch sử đi tầm lan rừng của mình, và kể cả bây giờ trên cộng đồng chơi lan thì chưa chắc đã có ai sở hữu được một cái bụi lan hải nó to như thế này đâu. Thì đối với một cái đơn hải này là mình bán giá 1.000.000 đồng. Đơn này nếu mà kể cả tính theo cân nặng, hay là tính theo số lượng cây, hay là tính theo bản lá, thì tất tần tật nó đều vượt trội, nó quá vượt trội. Các bạn có thể xem ở đây là cái gạch nền 40cm của mình. Các bạn xem cái viên gạch nền 40cm của mình. Đấy, thì nó chùm hết như thế này. Là trong cái quá trình đi tầm lan của mình là chưa bao giờ mình có cái duyên gặp gỡ, mà cũng chưa bao giờ mình thấy có ai sở hữu được cái bụi lan hải mà nguyên một bụi thôi, mà nó to như thế này các bạn ạ. Nguyên một bụi. Đấy, một cụm như thế này. Và lá thì rất là to. Đấy, cho nên là giá trị của nó cũng sẽ có phần ưu ái hơn. Đây là một bụi rất là to và kỷ lục các bạn nhé. Ai có nhu cầu sưu tầm thì có thể nhắn tin gọi điện cho mình. Chỉ có một bụi duy nhất với một cái giá như vậy. Còn cái bụi này thì nó cũng to không kém, nhưng mà với cái chất lượng cây thì nó sẽ kém hơn, cân nặng thì nó cũng kém hơn. Bụi này nó cũng độ mênh mông của nó thì cũng rất là tuyệt vời. Riêng cái bụi này thì mình chia sẻ với giá 600.000 một bụi. Cái bụi này nó cũng là nguyên một cụm, nguyên một cụm các bạn nhé. Lá thì bóng mượt và rất là dài, chiều dài một cái lá như thế này nó sẽ rơi vào khoảng 35 phân. Đây là cụm này chia sẻ với giá 600, cụm này là 1.000.000 này, là cho các bạn nào chơi sưu tầm hoàng củ. Còn các cái bụi ở đây có hai bụi đấy, là chỉ có hai bụi là mình không lên số. Còn các cái hàng dề nhá, hàng dề lên số này là số 1 này, số 1 hàng dề bụi này. Đây là một đơn bao gồm có hai khóm, lá thì cũng to vô đối như vậy, nhưng mà nó rời thành hai khóm như thế này. Đấy, bụi này thì có giá là 450.000 một đơn như thế này. Đơn này thì là đơn này, đơn số 1 này các bạn này, đơn số 1 hàng dề nhá. Còn hai cái kia là ngoại lệ các bạn nhé, hai cái kia là ngoại lệ, không có cái nào so sánh được đâu. Cái này lá cũng rất là dài nhưng mà nó không được to như vậy, nó là nguyên dề, nó là nguyên một dề. Đơn này là 400 này các bạn này, đơn này là 400.
là đơn số 2 là 400, đơn số 1 là 450 các bạn nhé. Nó là 2 dề nhưng mà nó là rất là đẹp và lá của nó thì to, cực kỳ to. Đơn số 2 là 400 này. Đơn số 3 nó cũng có 2 dề. Đơn số 3 hàng dề cũng có 2 dề, cũng có giá 400.000 một đơn. Đấy. Mình sẽ cân đối theo trọng lượng, theo quy mô cây, rồi là theo chất lượng dề thì mình sẽ báo giá cho mọi người. Đây là đơn số 3 hàng dề nhá. Tiếp theo là đơn số 4 này. Đơn số 4 thì có giá 300.000 này các bạn này. Đấy. Đơn số 4 là có giá 300.000 các bạn nhé. Nó cũng rất là nhiều cây, nó mọc dồn vào nhau. Nó là nguyên một dề. Nói chung là nó là hàng rất là hiếm, anh em đi rừng thì may lắm thì mới có thể gặp được. Đây là đơn số 4 hàng dề. Đơn số 5 hàng dề. Đây là cái đơn số 5 hàng dề này các bạn này. Đơn này thì nó có bao gồm là 2 dề. Có 2 dề. Giá 350.000 một đơn như thế này. Nó có 2 dề, dề rất là dày. Đấy. Có 2 dề này nhá, 350.000 này. Đơn tiếp theo đơn số 6 thì cũng vậy, cũng có giá là 350.000 là hàng dề. Nó toàn là dề khủng thôi. Đợt này mình đi thì quá may mắn là gặp được rất là nhiều những cái dề khủng. Đấy thì đơn số 6 này cũng 350.000 một đơn là gồm 2 dề. Và đơn số 7, đơn số 7 thì chỉ có một dề thôi. Đơn số 7 này thì giá 300 mà nó chỉ có một dề thôi. Cây thì rất là to. Đấy, nó chỉ có một dề là 300 nhá. Đơn số 8 này. Đơn số 8 cũng chỉ có một dề là 300.000 một đơn. Đấy. Đây là tổng thể là có 8 đơn hàng dề. 8 đơn hàng dề và hai cái đơn đặc biệt là mình không đếm số. Hai cái đơn đặc biệt đấy là dành cho các cô chú anh chị em nào thật sự đam mê thì chơi hàng khủng. Còn những cái này thì giá trị nó sẽ vừa phải cho mọi người sưu tầm nhá. Tổng thể là những cái đơn hàng dề ở đây các bạn nhé. Đấy, cho mọi người xem qua tổng quát một lượt để xem cái quy mô của nó. Đấy. Là những cái đơn hàng dề. Và tiếp theo là đến mình sẽ giới thiệu chi tiết đến những cái đơn hàng 200.000 một đơn. Những cái đơn hàng này thì các bạn lưu ý là ở trong miền Nam hiện nay là dịch vụ GNT mình ký hợp đồng vận chuyển với giá cước nó rất là rẻ, chỉ 30.000 một đơn thôi. Nhưng mà hiện nay là đối với trong miền Nam là ngừng cái tuyến vận chuyển miền Nam, cho nên là mình phải gửi qua dịch vụ bưu điện. Thì các anh chị em nào mà hôm trước đã mua, cái đợt hôm trước đã mua ấy, đấy thì có thể là tiền cước nó sẽ có chênh lệch, tại vì là bắt buộc không còn cái lựa chọn nào khác mình có thể gửi hàng đến cho các bạn, thì chỉ có gửi qua dịch vụ bưu điện và mình ship nhanh. Thì có thể là đến sớm hoặc đến muộn thì mình không xác định được, và kể cả bên dịch vụ người ta cũng không chắc chắn. Cho nên là mọi người ai muốn mua hàng, muốn sưu tầm ấy, thì mọi người phải chấp nhận cái rủi ro trong cái quá trình vận chuyển của bên dịch vụ. Còn mình là chất lượng cây là như các bạn đang được thấy, đó là cái mồ hôi công sức của anh em mình đi tìm lan sau khi mà ngủ ở trong rừng rất là nhiều hôm mới sưu tầm được về chia sẻ cho mọi người đam mê thôi. Thì mình xin được giới thiệu chi tiết cho các bạn từng cái đơn hàng 200.000 một. Đây là cái đơn hàng 200.000 số 1. Số 1 các bạn nhé, mọi người cứ xem kỹ đi. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Mình quay video vào buổi tối cho nên là nó sẽ chất lượng ánh sáng sẽ không được tốt như ban ngày. Mọi người có thể cố gắng xem và chọn cho mình những cái đơn hàng hợp lý nhất. Đây là đơn số 6 này. Số 7 này. Số 8 này. Số 9 này. Số 10 này. 11 này. Tiếp theo là đơn 12 này. 13 này. 14 này. 15 này. 16 này. 17 này. 18 này. Chỗ này thì góc này nó hơi tối nên mọi người sẽ không nhìn được rõ, mà nó vẫn đều đều có những cây rất là to. 19 này.
20 này, 21 này, 22 này, 23 này. Đây là tất cả những cái đơn Lan Hải Hương trong cái hành trình anh em mình đi sưu tầm 3 ngày 2 đêm ở trong rừng là anh em mình đã may mắn gặp được. Và hôm nay mình lên video để chia sẻ cho các bạn, thì ai có nhu cầu muốn sưu tầm có thể liên hệ đến cái số điện thoại của mình 083 858 3886, mình ghi trên tiêu đề của video thì mình sẽ gửi hàng đến cho mọi người. Ai có ai sưu tầm mà nếu mà mọi người sưu tầm muộn mà không kịp được đơn hàng thì sẽ tiếp tục vào đợt sau. Mọi người cứ nhắn tin vào Zalo hoặc là vào số điện thoại thì mình sẽ trả lời sau khi mình có hàng nhé. Mình sẽ không trả lời được ngay tại vì là mình chỉ trả lời trong cái thời điểm mình bán hàng thôi, còn sau đó thì mình sẽ có những cái hành trình đi ở trong rừng thì điện thoại mình không mang theo, mà sóng thì chưa chắc đã có, cho nên là mọi người thông cảm. Những ai mà nhắn tin gọi điện muộn thì không có hàng thì mọi người hết sức là thông cảm, mình sẽ trả lời cho các bạn vào những cái phiên sau nhé. Đấy, hôm nay mình lên những cái đơn hàng này cho các bạn sưu tầm thì mọi người cứ nhắn tin hoặc gọi điện đến số điện thoại của mình. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi và ủng hộ những cái video đi rừng tầm lan và sưu tầm những cái bụi lan rừng của anh em mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video và những cái chuyến đi rừng tầm lan sau các bạn nhé.